tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn. 1. Tử vi cung Bạch Dương tháng 10 năm 2024 tử vi tháng 10 cho biết rằng Bạch Dương sẽ giảm sút, yêu cầu đối với bản thân hơi thấp họ sẽ mất động lực để làm việc chăm chỉ cho nhiều việc họ sẽ buông thả và thiếu kiên nhẫn về mặt tình cảm bạch dương có người yêu thường bỏ bê mối quan hệ vì công việc bận rộn đối phương vẫn cần sự quan tâm của bạn dù bận rộn công việc vẫn nên gửi tin nhắn quan tâm nửa kia còn hội độc thân bạn dễ gặp phiền phức vì người yêu cũ hoặc những kẻ không tử tế nên cẩn thận khi chọn đối tượng hẹn hò nhé về phương diện tình cảm, bạn đừng có tiêu xài bốc đồng, nguy cơ cao tháng mới bạn sẽ phải đối diện với những việc xảy ra bất ngờ khiến tiền bạc bốc hơi nhanh. Sau khi bước sang tháng 10, áp lực kinh tế của Bạch Dương sẽ tương đối lớn, chủ yếu là do vận trình tài lộc kém trong tháng này dẫn đến một số tai nạn trong quá trình tìm kiếm của cải. Công việc của Bạch Dương trong tháng này khá tốt sẽ có một số cơ hội giúp bạn phát huy năng lực trong công việc, học tập. Tất nhiên đây là thời điểm thuận lợi cho bạn, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận trong mọi việc, nếu bất cẩn mà bỏ qua chi tiết nhỏ thì sẽ rất dễ dẫn đến thất bại. Hai Tử vi cung Kim Nhiêu tháng 10 năm 2024 trong tháng 10, Kim Nhiêu sẽ tăng cao, họ sẽ biết cách nghĩ nhiều hơn cho bản thân. Tháng này Nhiêu không còn mệt mỏi vì việc nghĩ cho người khác nữa. Thay vào đó họ thích yêu chiều bản thân và gia đình nhiều hơn. Trong tháng 10, trọng tâm cuộc sống của Kim Nhiêu không nằm ở tình yêu, tình cảm của Nhiêu mang lại cho mọi người cảm giác rất buồn tè chủ yếu là do vận trình tình duyên của Kim Ngưu trong tháng 10 không có nhiều thăng trầm. Tình cảm rất ổn định nên đời sống tình cảm của họ sẽ có vẻ tương đối buồn tè. Tháng này Kim Ngưu kiếm tiền dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy dành nhiều thời gian và sức lực ơn cho việc kiếm tiền trong tháng này nhé. Nếu chịu khó bạn có thể cải thiện được thu nhập và cho phép bản thân tích lũy được nhiều của cải hơn trong tháng mới. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sau này của bạn. Vận trình sức khỏe của chòm sau này trong tháng mới cũng rất tốt, ít nhất là trong tháng này, khả năng nghiêu bị ốm không cao, thể chất cũng rất tốt, sẽ không có cảm giác yếu đuối. Nhưng trong tháng này, những người thuộc cung kim nghiêu không được xem nhẹ sức khỏe, ít nhất cũng không được để bản thân làm việc quá sức trong công việc, nếu không rất có thể sẽ gây hại cho sức khỏe. 3. Tử vi cung song tử tháng 10 năm 2024 tháng mới này, song tử sẽ tăng chữ tín, bạn là người luôn giữ lời, đi đâu cũng nhận được sự tin tưởng của mọi người nên làm việc gì cũng có người giúp. Tháng mới áp lực cũng giảm bớt, bạn không còn nặng đầu vì những nhiệm vụ hóc búa, thay vào đó bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Về mặt tình cảm Song Tử sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nửa kia hơn, đồng thời tìm được nhiều ưu điểm ở nhau, tìm được chủ đề chung với nhau, đôi bên cùng hòa hợp. Mối quan hệ giữa hai bạn đang tán tỉnh nhau cũng có thể tiến xa hơn, ít nhất hai bạn sẽ hiểu biết về nhau nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ bạn không cảm thấy mình có quá nhiều gánh nặng về tài chính, tuy thu nhập không cao nhưng chi tiêu không lớn nên sẽ giúp chòm sau này không có cảm giác thiếu tiền. Nhưng thời gian trôi qua, đến nửa cuối tháng 10, tài vận của song song tử sẵn sàng làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được thành công. Tuy nhiên, do sự nghiệp của bản thân không mấy nổi bật nên sẽ không có bất ngờ gì xảy ra ở nơi làm việc. Nhưng dù vậy, vận trình công việc của song nhi trong tháng này cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. 4. Tử Vi cung Cự Giải tháng 10 năm 2024 bói Tử Vi nói rằng, Cự Giải trong tháng 10 hãy sắp xếp thời gian hợp lý để nghỉ ngơi cùng gia đình trải qua một kỳ nghỉ thật vui vẻ. Nhờ đó thì mối quan hệ ruột thịt với nhau mới ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên sức khỏe có hơi bất ổn, để bảo vệ bản thân, hãy uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày không còn thức khuya nghịch điện thoại thì tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều vận trình tình duyên của cự giải sẽ được cải thiện chính vì thế nên tháng này cự giải sẽ chú ý đến tình yêu hơn thân thiết với nửa kia thơ giao lưu với nhau ngày càng nhiều hơn theo thời gian từ đó hiểu nhau sâu sắc hơn nó sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn phát triển thuận lợi hơn trong quá trình này đối phương cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của cự giải, từ đó tình cảm giữa hai người sẽ nóng lên nhanh chóng. Tình hình tài chính của bạn đang không mấy khả quan. So với tháng trước thì vận trình tài lộc sụt giảm nghiêm trọng hơn trong tháng này. Chính vì tài lộc xa sút nên tháng này cua nhỏ sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong quá trình tìm kiếm của cải. Khó khăn trong việc kiếm tiền sẽ tăng lên rất nhiều trong tháng 10 này sự nghiệp của bạn sẽ được nâng cao, công việc sẽ vất vả hơn trước, tuy hơi vất vả nhưng công sức sẽ được đáp lại. Trong tháng này công việc của cô nhỏ sẽ được cải thiện, do vận trình sự nghiệp của bạn rất tốt nên về cơ bản sẽ không có tai nạn trong công việc, phát triển công danh cũng rất suôn sẻ. Nam, tử vi cung sư tử tháng 10 năm 2024 tháng mới của sư tử không bằng phẳng, dễ gặp phải những thất bại lớn nhỏ khác nhau, tâm trạng tụt dốc, khó thoát khỏi thất bại. Tháng này bạn ăn uống kém hẳn, hay bị đau dạ dày hoặc bị khó tiêu nên cơ thể vô cùng mệt mỏi, hay bị xuống tinh thần, phải dùng thuốc kích thích ăn uống hoặc bỏ bữa thường xuyên sư tử không mấy quan tâm đến đời sống tình cảm vận may tình duyên trong tháng này cũng không được tốt lắm so với trước đây thì tháng này các cặp đôi hiếm khi ở bên nhau gây bất lợi cho sự phát triển tình cảm của nhau dù đối phương không nhận thấy sự thờ ơ của sư tử trong thời gian ngắn nhưng theo thời gian sự thể hiện của sư tử trong đời sống tình cảm chắc chắn sẽ gây ra sự không hài lòng với đối phương cung hoàng đạo này không có thời gian để làm những gì bạn yêu thích. Chiêm tinh nói rằng việc lên lịch tất cả thời gian tại nơi làm việc có thể giúp công việc của bạn suôn sẻ hơn. Nhưng cũng có thể rất tốn công sức. Vận trình sức khỏe của bạn trong tháng 10 rất tốt, mặc dù có nhiều rắc rối trong cuộc sống khiến chòm sao này cảm thấy rất vất vả nhưng so với trước đây. Thể chất của bạn trong tháng này vẫn rất tuyệt. 6. Tử vi cung Sử nữ tháng 10 năm 2024. 6. Tử vi cung Sử nữ tháng 10 năm 2024 xem tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 chòm sao, Sử nữ không bằng phẳng cuộc sống quá ngắn ngủi, đừng lúc nào cũng bi quan. Cần chủ động tìm kiếm một số niềm vui để vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu xử nữ hứa hẹn nhưng không thực hiện hoặc yêu thương mà không thể hiện ra bên ngoài thì rất khó duy trì được tình cảm. Bởi khi một người mong chờ quá nhiều lần mà không được đáp ứng thì tình yêu sẽ bị mài mòn mà chính người trong cuộc cũng không nhận thấy. Đầu tháng 10 vận trình sự nghiệp của chòm sao này không tệ. Ít nhất trong khoảng thời gian này các bạn sẽ rất coi trọng công việc và sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để phát triển sự nghiệp. Dù trong quá trình này sự sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng ít nhất bạn có thể cải thiện khả năng làm việc của mình nhanh hơn. Sức khỏe của chòm sao này vẫn đang rất tốt, ít nhất thể chất cũng tốt hơn trước, không có cảm giác khó chịu trong người khả năng mắc bệnh tương đối thấp. Nhưng thời gian trôi qua, thời gian sau đó, vận khí của xử nữ tiếp tục giảm sút khiến thể trạng của họ ngày càng xa sút thậm chí khả năng mắc bệnh là tương đối cao. 7. Tử vi cung thiên bình tháng 10 năm 2024 thiên bình của tháng sinh nhật có thể đạt được nhiều thứ mà không phải trả giá nào, đồng thời sẽ có nhiều bất ngờ bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Có lẽ điểm đáng khen nhất đó là các bạn vô cùng chịu khó và yêu bản thân, thường xuyên lên núi tập thể dục, đi chạy bộ, giảm ăn tinh bột, thể lực tiến bộ rất nhiều, người trông trẻ ra vận trình tình duyên của chòm sao này rất tốt khi ở bên nửa kia bạn cảm thấy rất thoải mái và giao tiếp với nhau cũng trôi chảy hơn điều này xảy ra bởi vì khi bạn ngồi với nửa kia bạn và họ có thể mở lòng mình dễ dàng hơn không bị áp lực một chút nào giữa hai người sẽ có nhiều ngôn ngữ chung hơn càng hiểu nhau nhiều thì tình yêu dành cho nhau càng sâu đậm Thiên Bình đang cảm thấy rất hạnh phúc trong quá trình hòa hợp, vì vậy trong tháng này, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất tốt, có thể thu hoạch được nhiều ngọt ngào và hạnh phúc hơn trong tình yêu. Về mặt sức khỏe của Thiên Bình trong tháng 10 không có gì bất thường. Xét cho cùng, trong tháng này, vận mệnh sức khỏe của bạn rất tốt. Không chỉ nâng cao thể lực mà khả năng mắc bệnh cũng rất thấp. Nếu bạn chú ý hơn trong cuộc sống và cẩn trọng hơn trong chế độ ăn uống, sinh hoạt thì sẽ có ích hơn cho sức khỏe thể chất của bạn và nó sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống sau này. 8. Tử vi cung Bảo Cạp tháng 10 năm 2024 tử vi 12 chòm sao cho thấy Bảo Cạp sẽ bình ổn, đến lúc buông được thì cứ buông tự do thoải mái, không cần phải ép buộc bản thân làm theo ý ai hết. Hãy cứ sống là chính mình, làm điều mình thích. Trong nửa đầu tháng, bỏ cạp rất quan tâm đến chuyện tình cảm, sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn cho tình yêu, thậm chí họ có thể chủ động để lấy lòng nhau. Tuy nhiên về sau hổ cáp không được đáp lại tình cảm, không thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân. Điều này đương nhiên sẽ khiến bạn rất không hài lòng. Bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, ngược cuối tháng 10, mối quan hệ của bọ cạp và nửa kia sẽ ngày càng căng thẳng, vận trình giữa họ cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Thậm chí còn thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn khiến nền tảng tình cảm bị ảnh hưởng. Khi mới bước sang tháng 10, vận trình sức khỏe của bạn sẽ không tệ, ít nhất trong khoảng thời gian này. Bạn không đau ốm, thể chất cũng rất tốt. Chỉ là nửa cuối tháng, các bạn cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình hơn. Nếu không rất có thể sức khỏe sẽ gặp phải một số ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. 9. Tử vi cung nhân mã tháng 10 năm 2024 tử vi hàng tháng cho thấy nhân mã chủ yếu gặp chuyện buồn do ôn lại quá khứ. Bạn đừng nghĩ về quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại. Bạn hãy hài lòng với cuộc sống của mình, bạn sẽ không phải buồn. Vận trình tình duyên của nhân mã rất tốt, mối quan hệ giữa hai người rất khăng khít và ảnh hưởng của sao hỏa sao hải vương có thể mang đến một chút hiểu lầm hoặc mâu thuẫn cho hai người nhưng thật may là bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tồi tệ để tự tin và rất tin tưởng vào người yêu nên mối quan hệ rất bền chặt quá trình tìm kiếm sự giàu có của nhân mã trở nên rất suôn sẻ thói quen sống lười biếng có thể nhanh chóng bị thay đổi nhân mã có vận trình tài lộc khá tốt nhưng bạn vẫn cần chú ý chi tiêu đừng hoang phí quá mức. Cung nhân mã mang tinh thần dám nghĩ dám làm, rất tích cực làm việc, khi đối mặt với công việc thì hiệu suất cũng rất tốt. Bước sang tháng 10, trạng thái của chòm sau này vẫn rất tốt, về cơ bản không phải lo lắng cho sức khỏe, thân tâm rất hài hòa. Dù sẽ gặp một vài rắc rối trong cuộc sống nhưng bạn vẫn có thể giữ được thái độ lạc quan. Bạn biết cách sống lành mạnh. Trở thành người khôn ngoan, thấu tình đạt lý, sống tốt đời đẹp đạo. 10, tử vi cung Ma kết tháng 10 năm 2024 Ma kết vạn sự như ý, gặp rủi ro sẽ qua nhưng cũng phải chú ý bảo vệ bản thân. Các bạn đi đến đâu cũng có thần may mắn giúp đỡ và che chở hết mình chỉ cần giữ thái độ ôn hòa, vui vẻ là được. Bạn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu, hẹn hò nhiều hơn và yêu thương nhau hơn. Khi ở bên nhau, bạn sẽ cảm thấy không thể rời xa nửa kia. Mà kết sẽ trở nên giàu cảm xúc hơn vào tháng 10, dành hết tâm trí cho các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ có những hiểu lầm nhất định với người yêu gây ra những mâu thuẫn do cách xử lý không đúng. Trong sau này sẽ gặp rất nhiều may mắn, tích lũy tài sản được nhiều hơn, tài lộc khá hơn. Mà kết có thể vượt qua các khó khăn tiền bạc, tạo ra sự khác biệt lớn trong những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sau cuối tháng 10, sao Diêm Vương và sao Thủy nằm ở góc 90 độ điều này sẽ khiến tài vận của ma kết có chút sụt giảm. Ma kết sẽ tương đối khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng hãy chú ý đối với các bệnh về mũi và cẩn thận để không bị nhiễm lạnh. Giữ ấm màn chân, tuy nhiên, bạn có một chút ghẻ lạnh trong việc hòa hợp với những người khác, cảm xúc bị đè nén gây nguy hại cho sức khỏe. 11. Tử vi cung Bảo Bình tháng 10 năm 2024 tử vi 12 con cung Hoàng đạo nói rằng Bảo Bình cần chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng để có thể đương đầu với mọi khó khăn dù lớn dù nhỏ trong tháng này. Bạn cũng cần thêm một chút dũng khí và cả sự quyết đoán khi phải đứng trước các lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời. Bảo Bình trong tháng 10 có vận may về đường tình duyên, khí chất mạnh mẽ, có sức hấp dẫn thu hút người khác, gây được sự chú ý khác biệt và được người khác theo đuổi. Những Bảo Bình đã có bạn đời và người yêu thì họ rất tôn trọng nhau. Rất thích hợp để đi du lịch và vun đắp tình cảm. Tháng 10 này, Bảo Bình có thể sẽ nhận được vài lời vay mượn tiền bạc từ người quen. Tùy vào khả năng của mình mà quyết định có cho vay hay không. Song nếu từ chối bạn cần nói sao cho khéo léo để không gây mất lòng đôi bên cũng như phiền toái về sau. Bảo Bình có thể tìm ra cách tốt để kiếm tiền, đặc biệt nếu bạn có cơ hội may mắn gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Tháng 10, bạn cũng mang lại ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp của mình. Trong quan hệ với đồng nghiệp, các bạn dễ làm mất lòng nhau vì tính kiêu ngạo, ảnh hưởng không tốt đến không khí và môi trường làm việc. Vì vậy bảo bình nên chú ý lời nói và việc làm của mình. Đồng thời cũng nên có nguyên tắc riêng và biết cách từ chối người khác. 12. Tử vi cung song ngư tháng 10 năm 2024 song ngư hãy để mọi chuyện tiến triển thật tự nhiên, đừng gượng ép hay miến cưỡng bất cứ điều gì bạn cũng không cần phải quá để ý đến việc người khác nghĩ gì hay đánh giá sao về bản thân cuộc đời chỉ một lần được sống mà nên cố gắng hưởng thụ những điều tốt đẹp mà mình đã làm được thay vì cứ sống vì suy nghĩ của người khác nếu bạn vẫn còn độc thân sẽ có cơ hội tham gia vào các buổi tụ tập của người thân và bạn bè có cơ hội tìm được người bạn mới trong bữa tiệc trong quá trình giao tiếp bạn sẽ dễ dàng hiểu được suy nghĩ của đối phương vì vậy bạn có thể nhanh chóng tìm ra chủ đề trò chuyện với đối phương mở ra cánh cổng mới rất được lòng đối phương về phương diện tài chính song ngư có thể nhận được một khoản tiền kha khá từ những công việc làm thêm hoặc những khoản đầu tư trước đó của mình khoản thu nhập này sẽ giúp bạn có thêm động lực thực hiện các kế hoạch lâu dài hơn trong tương lai tình hình sức khỏe của chòm sao này chưa được ổn định cho lắm bạn cần quan tâm đến hệ thống bài tiết của bản thân hơn đồng thời đừng bao giờ quên rèn luyện thân thể thường xuyên để có một cơ thể luôn khỏe mạnh có như vậy mọi việc cũng sẽ phần nào thuận lợi hơn